đại đức tự nhận kính lễ cô tu nữ Kamalacharya, cô tu nữ Phúc Hành. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng, cảm ơn chị Đặng Đông và chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 318 ạ. Chê quát chà ma tí nô quát chê cha quát chà đát si vì cha đi kỳ sa ma đa na sát ta gắt chăng vì đức gá tình quát chê quát chà ma tí nô quát chê cha quát đà chà đát si nô bị cha đi thi sa ma đa na sát ta ca chăng thì đúc gá tình không lỗi lại thấy lỗi có lỗi lại thấy không do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Đó là phổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu. Quát chê quát chà ma tí nô quát chê cha quát chà đa si nô vì cha đi thi sa ma đa na sát ta ca chăng thì đúc gá tình không chi lại thấy lỗi lầm, lỗi lầm lại nghĩ tầm nhầm là không. Người ngu tà kiến siêng nông rơi vào cảnh khổ đi tông cuộc đời. Đó là phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong ạ. Dạ con xin gửi lại cho đạo tràng ạ. Cảm ơn Vinh Vatana đã bắt bài. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ dạ cảm ơn Trích Trần Đạo, ở mời Quỳnh Vá Tha Ná nha. Dạ kính cảm ơn Trích Trần Truyền. Bà Truyền không Vá Tha Ná thấy không có ai giơ tay nên bắt Truyền lên. Thấy cô tu nữ Phúc Hành Trích Sương Ma Trích Đại Minh này không thấy giơ tay này. Còn ai nữa cô tâm nữ Thầm Ma Sa Đi Trích Cẩm Vân. Ô nhiều việc kể mà không thấy giơ tay. Bác Thế Na xin được nhường cho Xích niệm từ nha. Mời Xích niệm từ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sanh Kha giá. Con kính đảnh lễ sư tuệ nhẫn, con kính lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, con kính lễ với bà với cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn sư Trần Đông, cảm ơn sư Trần Đạo và cảm ơn sư Như Quỳnh cho mình tự biết âm thanh rõ. Mình từ xin kệ câu pháp cú 318 đọc và kệ. Awak che wak chamatino wak che cha wak chadasino mik cha Ti samadana sattha gat chan ti duk gat tin. Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Đó là bản chuyên ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Niệm từ xin kệ. Quẩn chê quăng chà mạ ti nô quát chê cha quang cha đàn si nô mặc cha đi chi sa ma đa na sắc ta gác chân thì đúng gá tin quang chê qua cha ma ti nô quát chê cha quang cha đàn si nô mang cha đi thi sa ma đa na sắc tha gác chân thì đục gá tin. Dạ định từ xin đọc bằng chữ ngữ của Hòa Thượng Giới Đức. Không chi lại thấy lỗi lầm lại nghĩ tầm ngầm là không. Người ngu kiến si ngông rơi vào cảnh khổ đi tông cuộc đời. Dạ định từ đã kể xong dạ. Kính cảm ơn đạo tràng. Bây giờ tôi xin mời bàn tay của Sư Sương Mai ạ. Nam mô Bụt Thầy giá.
Dạ, kính cảm ơn cô niệm từ. Con sư Mai, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ chư quý bà, quý cô tu nữ. Sư Mai kính chào chư quý cận sự. Sư Mai xin đọc Pháp Cú 318. Dạ, kính mời Á Minh, mời cô Tham Ma Chari. Tiếp theo vừa dùm đi quý vị, để Sư Mai hết rồi không ai lên nữa. Quắc chê quá cha mà tí nô quắc chê cha quắc cha đá xí nô mít cha đá thi xá mà đà nà sát tà gắt chành tí đúc gắt tin quắc chê quá cha mà tí nô quắc chê cha gia đá cha quá gia đá xí nô mít cha đít thi xá mà đà nà sát ta gắt chành tí đúc gắt tin quắc chê quắc cha mà tí nô quắc chê cha quắc cha đá xí nô mít cha đít thi sa mà đá nam sát ta gắt chành tí đúc gắt tin quắc chê quắc cha mà tí nô quắc chê quắc cha đá cha đá xí nô mít cha đít sa ma đa na sa ta gắt chân tỳ đúc gắt tin quát chê quát cha ma tỳ nô quát chê quát cha đa sa si nô mi cha đít thi sa ma đa na sa ta gắt chân tỳ gắt chân tỳ đúc gắt tin quát chê quát cha ma tỳ nô quát chê cha quát cha đa si nô mi cha đi thi sa ma đà na sa tha gác tranh ti đồ gác tin đục gác tin không lỗi lại thấy lỗi có lỗi lại thấy không do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú bản phổ thơ hòa thượng Minh Châu không chi lại thấy lỗi lầm lại thấy tầm ngầm là không người ngu tà kiến si ngông rơi vào khổ cảnh đi trong cuộc đời và bản phổ thơ hòa thượng với đức và kính mời An Minh và kính mời cô Tham Ma Chari. Dạ, sa thú lành thay quý anh chị. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ đầy đức tuệ nhẫn cô tu nữ Tham Ma Chari, cô tu nữ Phúc Hạnh. Ấy mình kính chào quý anh chị, cảm ơn chị Rạng Đông, chị Trần Đạo, chị Nhật Huỳnh đã cho biết rõ âm thanh. Cảm ơn huynh trưởng. Con xin phép trả bài câu pháp cú số 318. Quát chê quát cha ma ti nô quát chê cha quát đá quát chê cha quát cha đá si nô ni cha đi ti sa ma đà nà sa ta gác chàn ti đúc gá tình quát chê quát cha ma ti nô quát chê cha quát cha đá si nô ni cha đi ti sa ma đà nà sa ta gác chàn ti đúc gá tình quan chê quan cha ma ti nô quan chê cha quan cha đa si nô mi cha đi thi sa ma đa na sa ta ga chan ti đúc ga tình không lỗi lại thấy lỗi có lỗi lại thấy không do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Quá chê quán cha ma ti nô, quá chê cha quán cha đa si nô, mi cha đi thi sa ta ga chan ti đu ga tình. Quá chê quán cha ma ti nô, quá chê cha quán cha đa si nô, mi cha đi thi sa ma đà na sa ta ga chan ti đu ga tình. Không chi lại thấy lỗi lầm lại nghĩ tầm ngầm là không. Người ngu tà kiến si ngông rơi vào cảnh khổ đi tông cuộc đời. Phổ thơ của hai thượng giới đức.
Dạ, anh mình đã tra bài xong, em kính mời chị Cẩm Vân tiếp theo ạ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính lệnh lễ Đức Phật, con kính lệnh lễ Giáo Pháp, con kính lệnh lễ Đức Tăng, con kính lệnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức, kính chào quý cô, tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 318. Á quát chê quát chá Má tí nô quát chê cha quát chá giáp xí nô nhít cha nhít thí xá ma đà nà sáp ta gáp chanh tí đức giá tình áo quát chê quát chá má tí nô quát chê cha quát chá giáp xí nô nhít cha nhít thí xá ma đà nà sáp ta gáp chanh tí đức giá tình áo quát chê quát chá má tí nô quát chê cha quát chá giác xí nô hít cha hít thí xá ma đà nà sát ta gáp chan trí đức gá tin không lỗi lại thấy lỗi có lỗi lại không thấy do chấp nhận tà kiến chúng sanh ly ác thú bản dịch của hòa thượng Minh Châu không chi lại thấy lỗi lầm. Lỗi lầm lại nghĩ tầm ngầm là không. Người ngu tà kiến si ngông rơi vào cảnh khổ đi tông cuộc đời. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cộng dân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của huynh Quách Thanh Á. Sa thu sa thu lần đại xích Cẩm Vân. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 318. Vache vacha matino, vache cha vacha dasino. Mitya ditthi samadana satta gacchanti dukkhatin. Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Không chi lại thấy lỗi lầm lại nghĩ tầm ngầm là không. Người ngu tà kiến si ngông rơi vào cảnh khổ đi trong cuộc đời. Bản phổ thơ của Ngài Di Đức. Dạ, Nam Mô Phật Thầy Gia, còn xin được xuống mic. Dạ, kính mời xích nhiệt hình tiếp theo. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Minh Vát Thà Na. Nam Mô Phật Thầy Gia, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Nhục Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn rằng đồng cảm ơn xích Hoàng Nguyệt cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu và con xin được ôn bài câu pháp của kinh số 318. Dạ, cảm ơn Minh Bách Hành Á cho bài học. A quách chê quách chá má ti nơ quách chê cha quách chá đá si nơ mít chà đích thi sá ma đà na sát ta gách chanh chí đúc gách tình. Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Và đây là bản chuyện ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. À quách chê quách chà ma tì nô, quách chê cha quách chà đạt si nô, mịt cha đi thi sà ma đà na, sà ta gách chanh thì đụng gá tình. Không chi lại thấy lỗi lầm lại nghĩ tầm ngầm là không. Người ngu tà kiến suy ngâm rơi vào cảnh khổ đi trong cuộc đời. Và đây là bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức. Nhục Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng
Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Minh Quách Tha Ná. Cảm ơn cô ấy Minh Xích Sương Mai, Xích Niệm Từ, Xích Tần Đạo, Xích Rạng Đông đã hoan hỷ lên cây kinh. Và chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã tuyên phong ông bài cùng với chúng con. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Đại Đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay là câu Pháp của kinh số 319. Dạ, cảm ơn Minh Quách Tha Ná. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Đà Ha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, rổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên phận ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lộc dạ ngày dời chân sang. Tuyệt pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mà mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đã mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng viu sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 319. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sư có nghe được âm thanh con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Một tuần nữa lại qua đi rất là mau. Cuộc sống thật là ngắn ngủi trong từng khoảnh khắc. Không biết ngày mai chúng ta có còn được gặp mặt nhau nữa không? Và kiếp sống mới lại tiếp tục. Và có người thì tái sanh ở rất xa, có người thì tái sanh ở rất gần. Nhưng mà tất cả đều rất là xa xôi trong một kiếp khác. Cái mà chúng ta không có mang đi được ở trên thế gian này là nhà cửa, vợ chồng và cái thân này, bạn bè, thân hữu. Mà cuộc sống dài đăng đẳng, nhưng mà ngắn ngủi trong từng khoảnh khắc, luân hồi rất là dài. Chỉ khi nào chúng ta nghe được diệu pháp, cái kiếp sống nào mà được phát triển hiểu biết về chánh pháp là kiếp sống đó vô cùng vi vũ trong cái dòng sanh tử luân hồi. Vì chúng ta tích lũy cái gì hay là chúng ta chỉ tích lũy cái từ ngữ, và chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng hãy rất thận trọng khi chúng ta nghiên cứu và học giáo pháp, làm sao để cho căn môn của chúng ta nó được tiếp nhận một chánh pháp một cách thực thụ, thì cái mà mang đi đó mới là tuyệt hảo. Còn không thì tất cả chỉ là những cái cặn bã rất là nguy hiểm. Và bây giờ thì chúng con xin đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo và vào trong bài pháp này. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Akivademi Svakato Bhagavata Thammo Thammang Namasami Suvatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namasami.
con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã tự mình bẻ được gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài diệt tận vô minh và phiền não, Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Chỉ với những ai có đầy đủ niềm tin chân chánh thực hành diệu pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự tái sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài thật là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy chắc chắn trong dòng nghiệp lực sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là thành tựu các ba la mật và chứng ngộ đạo quả, chấm dứt sự tử sanh luân hồi. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càng Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa. Mong cho quý vị thành tựu đầy đủ các minh và hạnh và giải thoát, chấm dứt sự tử sanh luân hồi theo kiếp sống của mình. Nam mô Bụt Tha Giá. Và hôm nay thì chúng ta học câu pháp cú 319 này rất là tuyệt diệu. Câu 318 và 319 thì ngài thuyết cùng một cái bài kệ. Bây giờ thì chúng con xin đọc bài kệ này. Quách chanh chá, quách chá tô, nhá toa. Á quách chanh chá, á quách chá tô. Samma đít thí, samma đa na. Sapa gách chanh tít, su gạt tinh. Nghĩa việc là: và biết rằng lỗi lầm là lỗi lầm, và không lỗi lầm là không lỗi lầm. Những chúng sanh có sự nắm giữ chánh kiến đi đến nhàn cảnh. Hai câu đầu tiên là quách chanh chát, quách chát tô, nhát toa. Á quách chanh chát, á quách chát tô. Từ quách chăng thì chúng ta biết nè, nó là một cái danh từ quách chát. Ở đây danh từ này thuộc trung tấm, và câu kệ này chia theo đối cấp là chỉ ra lỗi lầm. Cái gì lên chánh? Cái này rất khó hiểu phải không? Nếu mà chúng ta thực sự không có trí tuệ, chúng ta không hiểu về các thực tại, chúng ta chỉ nói bâng quơ là tôi làm như này kia rồi tôi, lần sau tôi sẽ ngăn ngừa. Nhưng mà giáo pháp thì không phải như vậy đâu. Nếu mà chúng ta hiểu sâu sắc thì giác ngộ Niết Bàn, giáo pháp Đức Phật tối thượng đó, chứ không phải là chúng ta cứ đi quanh co để tôi biết cái lỗi lầm này sau rồi tôi sửa. Giáo pháp này không có sửa. Không bao giờ giáo pháp của Đức Phật này nói cho ai sửa hết. Chỉ có thấy đúng, biết đúng và chúng đã diệt rồi thì xả ly tại đó. Vậy thôi. Lỗi lầm, cái gì lên chánh. Và cái từ Vachato, Vachato, danh từ, danh từ, nó là một danh từ trung tấm, và ở đây chia theo xuất xứ cách. Xuất xứ cách là từ lỗi lầm, từ lỗi lầm. Tiếp đầu ngữ, tiếp biến ngữ của nó là tô đó, cái nghĩa của nó là do hay là từ, từ đó hay là do đó. Còn cái từ nhát toa
thì chúng ta biết là căn của nó là căn nha, chỉ cho trí tuệ hiểu biết. Và ở đây gọi là nhất tất, ở đây chia theo bất động từ bất biến, tức là sau khi biết, sau khi hiểu biết, sau khi hiểu biết. Tiếp theo nữa là cái từ avacchanchat, avacchanchat hay là avacchang, avacchang. Avaccha thì chúng ta biết là cũng là một cái danh từ trung tâm chia theo đối cách, tức là không có lỗi lầm. Đến là á tiếp, tiếp đầu ngữ á, nó đi chung với là từ vaccha thì nó cho là không lỗi lầm, không có lỗi lầm. Còn vaccha danh từ trung tâm là lỗi lầm, mà avaccha là không lỗi lầm. Mình tiếp theo nữa là từ avacchato. Avacchato là một cái danh từ cũng chỉ cho không có lỗi lầm, tiếp đầu ngữ á chỉ cho không. Tiếp theo cái câu kệ tiếp theo là sammadhi sammadana sát kết chân tí xứ gạt tinh mitcha biết thí samadana, mitcha biết thí samadana. Nó là một cái nhóm từ mà thuộc về nam tánh và chia theo chủ cách số nhiều, là những chúng sanh có sự nắm giữ tà kiến. Vậy có ai không có tà kiến không thưa quý vị? Có ai không có tà kiến không? Tà kiến là một pháp, chúng có thật. Và chúng có duyên để sanh khởi. Như vậy thì có rất nhiều chúng sanh có tà kiến. Nhưng mà vì thánh Tu Đà Hoàn thì không còn có tà kiến nữa. Là một cái trạng từ chỉ cho cái sự sai lầm hay là cái sự xấu ác. Còn biết thí thì chúng ta biết rồi, cái căn biết ở đây nó một cái danh từ vững tấm chỉ cho cái chi kiến, cái chi kiến hay là cái nhìn, cái chi kiến lệch lạc. Samadana đó thì cái căn của nó là căn đa, tiếp đầu ngữ của nó là sân cộng với a, chỉ ngữ a. Đó là một cái danh từ nam tánh, tức là sự chấp thủ. Như vậy thì chúng ta biết là thủ nó có hai dạng, chấp thủ thì luôn luôn là tà kiến, chứ còn dục thủ đó thì chúng ta biết là vị thánh Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A La vì thánh Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm thì vẫn còn những cái dục thủ đó. Về chấp thủ là chấp nhận những cái sự sai trái đó cho là đúng. Tiếp đầu ngữ sân, tiếp đầu ngữ a thì nghĩa của nó là hướng về, căng đa tức là cho. Còn từ chúng ta biết là sugatin, sugati đó, gati tức là sugatin, tức là một cái nhóm từ xuống, từ xuống cộng với từ gati. Ở đây thuộc về nữ tánh và chia theo đối cách. Sugatin là những cái cảnh giới an nhàn, tốt đẹp. Hay là cái sanh thú, cái lơi tái sanh tốt đẹp cho cái nghiệp thiện đó, cái quả nó cho ra.
Và Ngài Thích Minh Châu, Ngài dịch là có lỗi, biết có lỗi, không lỗi, biết là không, do chấp nhận chánh kiến, chúng sanh đi cõi lành. Đó là cái từ vựng được trích trong cái bài kệ này. Qua phần thứ hai là phần về tích truyện và Đức Phật thuyết giảng cái câu kệ này. Và chúng ta thực sự để ý ở đây thì chúng ta thấy một cái điều thiếu sót là những cái pháp mà Đức Phật thuyết trong bài kệ này đối với cái cậu, đối với cái cậu bé đó thì không được nói nặng, nhưng mà chỉ kể ra câu chuyện Phật thuyết ở đó. Khi mà chúng ta hiểu biết, chúng ta đọc kinh sách thì chúng ta phải thấy được cái điều đó. Và chúng tôi chỉ nói nhỏ để cho chúng ta tự thẩm nghiệm đấy. Và chúng ta quan trọng nhất là cái câu kệ, cái câu kệ chính thống. Và kệ ngôn này số 318 và 319 thì là một cái bài pháp. Khi Đức Phật thuyết xong rồi, Đức Phật nói lên cái bài kệ này để rút kết này, và những cái cảm hứng ngữ của Ngài với trí tuệ thật là tuyệt vời. Và bài câu pháp cú này thì được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Chetavala, đề cập đến những cái môn đồ của những cái người ngoại đạo. Tức là người ta theo một cái truyền thống khác. Và chúng ta biết á, tương truyền rằng một ngày kia đó thì có một vài cái người ở những cái đạo khác, họ theo những cái lời dạy khác. Khi mà họ thấy con mình chơi đùa chung với những cái đứa trẻ được gọi là theo chánh pháp của Đức Phật, thì được gọi là nhà chánh kiến. Và chúng ta biết á, khi mà chúng ta không hiểu giáo pháp Đức Phật á, mà tâm của chúng ta nó lệ thuộc vào tôn giáo, lệ thuộc vào tông phái, tên là tâm từ nó không có sanh khởi, tâm bi nó không có sanh khởi, tâm hỷ nó cũng không có sanh khởi, trí tuệ nó cũng không có sanh khởi, sự thông cảm, tha thứ cũng không bao giờ sanh khởi. Và chúng ta để ý á, các nhà sư Nam Tông không bao giờ mà đến chùa Bắc Tông mà người ta ưa cả. Và các thầy ở Bắc Tông đến chùa Nam Tông, sư Nam Tông cũng không bao giờ ưa, và Phật tử cũng không bao giờ ưa, và cho những cái vị thầy này là thấp thỏi, không có xứng đáng, ta không cần phải như thế này như kia. Và chúng ta thấy rằng cái tư cách của chúng ta khi chúng ta học giáo pháp của Đức Phật thì nó sai bét bè bè hết. Nó sai mà đến nỗi vô cùng tận, tức là con người với nhau mà chúng ta còn chưa có được một cái nhìn đúng đắn nữa về pháp nữa, để thương nữa. Nên là chúng ta càng chia thì nó càng ganh tị, càng tật đố và càng công kích nhau. Thì để cho chúng ta thấy, qua đây thì chúng ta phải nhìn lại xem là chúng ta có đi trên cái con đường chánh đạo của Đức Phật hay không, hay là chúng ta
nói mình là chánh pháp, nhưng mà chúng ta đang đi trên cái con đường rất là tà. Con đường chánh pháp này nó không có tôn giáo. Cái tham thì nó không thuộc về tôn giáo nào hết. Sân thì nó không thuộc về tôn giáo nào hết. Cái thấy nó không thuộc về tôn giáo nào hết. Không thuộc về tông phái nào hết. Cái nghe nó không thuộc về tông phái nào hết. Nó chỉ là pháp đang là thực với các duyên sanh của chúng. Ai thấy được giáo pháp của Đức Như Lai, người đó mới thực sự có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, có đầy đủ các phẩm hạnh. Thì làm về chúng ta có chánh kiến á, thì con nhà có chánh kiến thì trở lại. Thì cái tuyên truyền rằng một ngày kia đó, thì những cái người mà ở ngoại đạo này đến những cái nhà Phật tử, những cái nhà mà gọi là nghe lời Đức Phật dạy, và họ sống một cái đời sống thánh hạnh, một cái đời sống theo chánh pháp, thì mãn cuộc chơi thì chúng về nhà thì chúng bị cha mẹ chúng ngăn cấm và không được đảnh lễ, không cho đảnh lễ sa môn, các cái sa môn thích tử, và không cho được đến chùa của các sa môn nữa. Thì một hôm chúng đang chơi ở gần cái cổng chùa Chitavana này, thì chúng khát nước và lên bảo những cái đứa trẻ kia để đùa, để xin nước uống. Thì lúc vào chùa đó, thì những cái đứa trẻ này mới đảnh lễ bậc đạo sư và chúng mới thuật cái chuyện đó. Thì Đức Thế Tôn mới bảo chúng kêu cái đám trẻ nọ vào chùa uống nước. Và ở đây, chỗ này chúng ta mới nhìn thấy rằng Đức Phật đó, vô lượng từ bi, Ngài có phân biệt gì đâu, phải không? Ngài không có phân biệt gì hết. Ngài có tôn giáo nào không? Không. Tôn giáo của Ngài là chánh đạo, là chánh pháp đang hiện khởi. Ngài không có tôn giáo. Ngài không có lề hà, đầu là một nhóm trẻ rất là nhỏ với tâm từ vô lượng. Ngài bảo chúng kêu đám trẻ lọ vào chùa để uống nước, và sau khi chúng uống xong thì Ngài giảng giải giáo pháp cho nghe. Như vậy qua đây chúng ta thấy có rất nhiều vấn đề có nhiều người, người ta nói là vị sư phải đứng như này, ngồi như này để thuyết giảng diệu pháp như này như kia, còn chỗ này thì không được, chỗ kia thì không được. Nhưng mà chúng ta thấy một vị cư sĩ áo vải rất bình thường vẫn có thể thuyết giảng diệu pháp của Đức Phật một cách tốt đẹp được hết. Giáo pháp không phải là dành cho một người nào đó cụ thể, mà giáo pháp này cần được thật là nhiều, nhiều con của Ngài ở mọi cái khía cạnh tầng lớp xã hội học hiểu và chia sẻ đến cho nhau, bởi vì diệu pháp này là vô cùng tối thượng và quan trọng trong cái cuộc sống. Bất cứ ai nói diệu pháp của Đức Phật, họ biết ít thì họ nói ít, biết nhiều thì nói nhiều, để làm cho nhiều tâm hồn được trở lên tốt đẹp và thánh thiện. Chúng ta thấy ở đây Ngài rất là, Ngài giảng giải giáo pháp cho những cái đứa trẻ này nghe, và lúc đó tâm của chúng rất là tính thành, và chúng hướng về và chúng nguyện rằng mong cho con được nương nhờ nơi Ngài. Và lúc đó
Ngài im lặng nhận lời và chúng trở về và chúng thuật lại cho cha mẹ chúng nghe. Thì lúc bây giờ cha mẹ chúng không có hài lòng. Và đương nhiên rồi. Và cha mẹ chúng nhắc rằng là các con đã sai lầm. Nhưng mà đây là văn từ thôi, chứ lúc đó là cha mẹ chúng chửi, chúng đánh chứ làm gì có cái chuyện mà nói là các con đã sai lầm. Bởi vì cái phân biệt tôn giáo nó kỳ là gay gắt. Chúng ta để ý đó, chỉ Nam Tông với Bắc Tông này kia thôi. Và chúng ta biết thì trên mạng xã hội, thậm chí các sư như là Đại Đức Minh Thông ở cái chùa gì ngoài Vũng Tàu, là lên cứ nói ăn chay, ăn mặn là tà đạo, ngoại đạo này kia, mà một mình đắc y à, ở bên Phật giáo Nguyên Thủy à, mình lên mình nói ở trên mạng, ngày này qua ngày khác. Và chúng ta như vậy vì đó không có tôn trọng, không có kính trọng Đức Phật giáo pháp và chư Tăng. Đức Phật không cho mình đi làm những cái điều đó. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ đi làm những cái điều đó. Để chúng ta thấy được rằng quý vị cứ thử mở đi xem là rất là nhiều. Thì cái cha mẹ của những cái người này mới nói là các con đã sai lầm. Thì lúc bây giờ cái đứa trẻ thông minh nhất á, nó nhớ mà Đức Phật dạy. Và bây giờ nó mới truyền lại, nó nói lại những cái bài pháp. Thì chúng ta thấy ở đây này, rõ ràng cái bài pháp đó của Đức Phật nó không có được nêu lên. Mà đứa trẻ đó truyền lại cái bài pháp mà chúng vừa được nghe, cho họ bớt đi cái sự phẫn nộ. Thì lúc bây giờ cha mẹ chúng nghe xong thì tâm vô cùng hoan hỷ. Và cha mẹ thấy được cái sự thiện lành đó và đã cho những cái người con đó, đã giao những cái người con này và cho đến những cái sa môn. Và rồi họ cũng đi đến tịnh xá và ý kiến Đức Phật. Và Đức Phật thấy được cái duyên lành túc duyên của họ và Ngài mới thuyết lên cái kệ ngôn cho những cái người cha mẹ của những cái đứa trẻ này. Ngài mới nói rằng chúng sanh nghĩ lỗi lầm ở chỗ không có lỗi, không thấy sai ở chỗ sai, ôm ấp tà kiến sẽ rơi vào khổ cảnh. Còn chúng sanh hiểu sai, biết đó là sai, thấy đúng, biết là đúng, là có chánh kiến, sẽ vào nhàn cảnh. Và những cái câu văn này chú giải nè, cái từ Avicca nè, trong chánh kiến có 10 là nhờ pháp trợ duyên cho chi kiến chân chánh. Và cái từ Avicca Martino tưởng rằng có lỗi, những chúng sanh không thấy sai ở chỗ sai, tà kiến thì có 10, những sai lầm chặn trợ duyên cho tà kiến, và chúng sanh ôm ấp tà kiến cho mình đúng nhận thức, chánh cho là tà, tà cho là chánh, do đó cứ khăng khăng cố chấp và sau khi chết sanh vào khổ cảnh. Và bài kệ thứ hai, bậc trí hãy hiểu nghịch lý như đã nói ở trên, và dứt thời pháp thì cả những người ấy đều tính thành và hướng về Đức Phật giáo pháp và chư Tăng đến trọn đời, tất cả những cái việc đó đều chứng quả dự lưu. Và Ngài viết lên cái bài kệ và cái cảm nghĩ của Ngài, tức là Ngài Pháp Minh Đức, Ngài dịch giả cẩn đề nè: cha theo ngoại đạo cấm con nhà chẳng được vào chùa lễ Phật đà, lũ trẻ mê chơi chừng khác trước, vào chùa gặp Phật vội quên cha, đã thế mà còn thọ giới quy, làm cha mẹ chúng quá sầu bi, may nhờ khách đến khuyên theo chánh, Phật độ toàn gia
hết sở nghi. Đó là bài kệ mà Ngài dịch cái tích truyện là như vậy. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, kiếp trước ta từ đâu đến, từ chỗ nào sanh lão, chúng ta cũng không thể biết được. Và kiếp sau chắc chắn ta cũng không biết là ta sanh ra ở đâu, con nhà ai. Chúng ta cũng không thể chọn được cha mẹ, không chọn được bất cứ một cái gì cho kiếp sau cả. Như vậy bằng cách nào mà chúng ta đặt niềm tin đấy, hiểu đấy, chân thật đấy? Nhưng mà chắc chắn kiếp này chúng ta đang hội tụ ở đây để nghe chánh pháp, chắc chắn duyên nghiệp đã được tích lũy trong đời quá khứ, xa xôi hay cận kề. Và chắc chắn rồi, không có chánh kiến thì không thể ngồi ở đây được đâu. Các pháp chúng đều tùy thuận vào duyên để sanh khởi. Như vậy thì người có trí là người tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Kiếp sau cũng không có ai sanh ra, cũng không có chúng tôi hay cũng không có chúng ta nào sanh ra cả, mà chỉ có nghiệp cho quả mà thôi. Nghiệp thiện thì chúng tạo tác lên những cái thân người tốt đẹp ở cõi người, rồi các căn tốt đẹp, có duyên làm cái chấm chi kiến thì có tích lũy con đường tứ thánh đế, thì lại tiếp tục cho cái sự phát triển hiểu biết để đầy đủ ba la mật và chấm dứt khổ đau. Và nếu là những cái thiện pháp mà không có liên quan đến sanh, liên quan đến cái pháp mà chấm dứt sanh tử luân hồi, thì họ lại sanh ra làm người giàu sang phú quý, hưởng thụ với các căn. Thì cũng là nhân quả được tiếp nối mà thôi. Rồi tiếp theo nữa thì nhân quả sẽ cho ra những cái hình hài như chư thiên hay thập thiên. Nhưng cũng chỉ các cái căn môn chúng cũng kinh nghiệm những cái màu, mùi, vị, dưỡng chất, những cái cảm thọ. Cũng giống như khoảnh khắc này vậy. Cảm thọ nó tốt đẹp ở cái cõi người hay cõi chư thiên thì nó tăng cường hơn một chút, nó an lạc hơn một chút. Nhưng rồi nó cũng vô thường. Nhưng mà tất cả những cái điều đó, con của Đức Phật chân chánh chẳng bao giờ thích mơ tới. Bởi vì con của Ngài biết chánh pháp đang hiện khởi ở đây. Loài người này có đầy đủ tất cả các bậc thánh nhân, và có đầy đủ tất cả các danh sách và các cái thực tại đầy đủ để chiêm nghiệm trong đời sống hàng ngày.
cuộc sống đi đến cõi người hay cõi trời, dưới biển cả hang sâu gì thì đi đâu cũng chỉ có một nhúm sắc qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi. Đi đâu đâu thì cũng chỉ thế thôi. Đi đâu thì cũng chỉ là bán buôn với sắc, nói cười với sắc, chê bai với sắc, ganh tị với sắc, giam nhốt với sắc, chém giết với sắc, giễu cợt với sắc, vô minh với sắc, mà không biết tất cả sắc chỉ là vô chi vô giác. Chúng không có biết nói, biết cười, biết nghe, biết ngửi, biết đếm, biết đụng, biết xúc, biết chạm. Có phải rằng là mọi lỗi lầm chúng bắt nguồn từ cái không hiểu về sắc, về danh, không hiểu về thấy và đối tượng thị giác, nghe âm thanh, mùi và vị, mùi và ngửi, vị nếm, xúc chạm cứng mềm, nóng lạnh. Do chúng ta không hiểu cái điều đó nên là chúng ta chấp mọi thứ là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi xúc, tôi chạm. Cái này là tôi biết. Mọi lỗi lầm nó đến từ đâu? Mọi lỗi lầm chúng đến từ vô minh và tà kiến. Ngày nào còn có vô minh về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm, cái cứng mềm trong đời sống hàng ngày, thì còn vô số những lỗi lầm. Vô số những ganh tị, vô số những tật đố, vô số những cái sự quán ghét, quán thù. Có lỗi, biết có lỗi, cái người đó biết có lỗi là người đó biết có lỗi là sao? Người đó biết có lỗi bằng cách nào? Không phải tôi làm sai rồi tôi xin lỗi, không phải vậy. Rồi tôi sẽ sửa. Giáo pháp này không có sửa. Nghiệp đã tạo rồi có sửa được không? Không, chỉ có hiểu biết đúng chúng tự diệt mất. Không có hiểu biết đúng về khoảnh khắc này thì không thể nào thoát khỏi lỗi lầm được đâu. Bà cũng không có tha thứ lỗi lầm cho ai được cả. Còn khi có hiểu biết thì sẽ thoát khỏi lỗi lầm và tha thứ lỗi lầm. Vậy thế nào gọi là có lỗi? Có lỗi là không biết. Cái thấy là vô thường. Cái đối tượng thì giác là vô thường. Không biết được cái thấy chính là quả của nghiệp đã được tạo. Không biết được cái được thấy đó nó phản ảnh cho biết được cái quả thiện hay quả bất thiện sanh khởi vào khoảnh khắc đó chính là do thiện ác tạo tác.
trong đời quá khứ mà ra. Là không thấy được điều đó nên có lỗi lầm là sao? Là không biết được đây là quả chính do những cái hành động tạo tác, được gọi là của cái dòng nghiệp lực của mình tạo trong quá khứ. Từ không thấy đó mới đổ lỗi cho người khác là người này như thế này, người kia như thế kia, xúc phạm ta như này, xúc phạm ta như thế kia. Rồi mới suy nghĩ, mới tà kiến, mới cho rằng tôi như thế này, ta phạm như này, như thế nọ. Nên là từ đó mới có lỗi lầm. Từ đó thân khẩu ý của chúng ta mới tạo ra lỗi lầm, chúng ta xúc phạm. Với tất cả mọi người, dầu là cái bậc đó là bậc đức cao vọng trọng này kia, hay là bất cứ một cái đối tượng nào, tâm của chúng ta cũng không bao giờ có cái tình thương, cái sự kính trọng, cái sự hiểu biết, cái sự tôn kính và cái sự thông cảm ở đó. Có phải là chúng ta đến từ những cái thấy rồi chúng ta phân biệt? Từ cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, không có như lý tác ý. Để biết được rằng mọi đối tượng thị giác nó không có xấu, không có đẹp, nó chỉ là vô tri vô giác. Còn cái xấu, cái đẹp, cái thấy nó cũng không có thấy cái xấu, cái đẹp. Để cho chúng ta biết được cái thấy, cái sắc la quả của nó là vô cùng ngắn ngủi. Cái mà chúng ta cho đó là xấu, là đẹp thì nó không phải là cái thấy nữa rồi, nó là suy nghĩ. Và ngày nào chúng ta có cái chánh chi kiến, thấy rõ được mọi đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác, nó không phải là đàn bà, đàn ông, không phải là cái chi chi cả, mà nó chỉ là đối tượng thị giác thôi. Nó chỉ là một cái sắc y sinh do duyên của một cái tứ đại đó, nó được in dấu vào mắt và rồi nó diệt đi. Để cho chúng ta thấy hàng ngày chúng ta mắt ra biết bao nhiêu lần, và chúng ta nhắm mắt lại biết bao nhiêu lần, và ngay kể cả lúc mà chúng ta mở mắt ra thì cũng có vô số lần không bao giờ có cái thấy sanh khởi. Lúc chúng ta nghe và suy nghĩ, nói như vậy là quý vị biết chánh niệm thực sự nó ở đâu rồi chứ gì? Không có ai có thể làm cái gì đó cho chánh niệm sanh khởi được đâu. Chỉ có nghe đúng diệu pháp Đức Phật dạy đi, như lý tác ký sẽ đến, và dần dần chúng ta sẽ nhận diện từng chút một, và chúng ta sẽ thấy được nó. Do chúng ta không hiểu được đối tượng thị giác này nên là tâm của chúng ta nó chạy theo cái bóng ảnh
và nó chạy theo cái nimitta, cái tướng của cái sắc đó. Thế là vô minh đó có mặt. Và từ đó thì vô minh có mặt rồi thì sao? À, thì lỗi lầm nó phải sanh khởi thôi. Tất cả mọi lỗi lầm không phải là tôi lỗi lầm hay người nào đó lỗi lầm, mà chính là vô minh nên lỗi lầm. Không có ai lỗi ở đây mà chính là vô minh về các thực tại trong cuộc sống, là nó đem đến vô số lỗi lầm. Người nào có lỗi, biết có lỗi là sao? Người đó biết được rằng tâm này sanh khởi còn rất nhiều vô minh và tham ái. Vậy thì ta cần phải nghiên cứu, nghe diệu pháp. Mà người đó hiểu rằng chỉ có chi kiến sanh khởi lớn mạnh thì mới hết lỗi lầm, chứ không phải là tôi làm cái gì đó tôi sửa, cái gì đó tôi sửa sai, tôi xin lỗi bạn là nó hết lỗi lầm. Không. Ngày nào mà chúng ta có minh về tứ đế trong đời sống hàng ngày, nhiều nhiều, thật là nhiều, qua thấy nghe ngửi nếm đủ xúc chạm, đây có lỗi mới biết có lỗi, là biết cái nguồn gốc, tức là vô minh về cái thấy nghe ngửi nếm đủ xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Vô minh về xúc duyên cho thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, sầu bi khổ oai. Đây có lỗi biết có lỗi, tức là biết được rằng lỗi là chính là vô minh, chứ không phải là tôi có lỗi, mà chính là vô minh. Vô minh nên hiểu biết các pháp như chúng là vô ngã, chấp thủ chúng là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Từ đó hình thành đến các cái ý niệm thù ghét, oán hận và không có chịu xả ly. Có lỗi, biết có lỗi, thì cái người đó mới gọi là biết có lỗi. Người đó biết có lỗi là sao? Biết rõ được rằng là họ không có cách nào mà diệt được lỗi lầm, ngoại trừ ta phải phát triển hiểu biết, phải nghiên cứu học hiểu chánh pháp để phát triển chi kiến chân chánh thì mới hết lỗi lầm mà thôi. Chứ không thể nào làm một cái gì đó lỗi mà hết lỗi lầm được. Quý vị để ý đi, có phải không? Có phải là rất 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 nhiều người đi tu cho tới cả đời của mình ở trong chùa, nhưng mà có hết lỗi lầm được không, hay là lỗi lầm nó nhiều hơn, giới hạn càng ngày nó càng tệ đi? Vì sao vậy? Vì chi kiến, trí tuệ nó không có sanh khởi thực sự ở nơi tâm của mình được. Nó không có duyên để cho nó sanh khởi, thì làm sao mà nó hết lỗi lầm đây? Ngày nào chúng ta còn có cái ý niệm về ngã, chúng ta không thực sự hiểu được giáo pháp của Đức Phật đâu. Không lỗi, biết là không. Làm sao mà biết không lỗi, biết là không? Tức là cái vị đó có chánh chi kiến, biết rõ được rằng những cái thiện này nè, nó không bao giờ có lỗi lầm. Cái quả của nó cho ra cũng không có lỗi lầm. Hành động cử chỉ thân khẩu ý của nó không bao giờ có lỗi lầm. Bản chất của nó là như vậy. Nhưng
Vậy người đó mới thấy được rằng là thiện pháp cần phải vun bồi. Biết rằng thiện này không có lỗi lầm, chứ không phải là ta không có lỗi lầm, không phải là ai đó không có lỗi lầm. Và chúng ta để ý có khi nào tâm thiện của chúng ta thanh khởi mà lời nói, cử chỉ hành động, thân khẩu của chúng ta nó ác độc được không? Không có, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Vì đã biết rõ những cái thiện hạnh này, những cái phẩm chất thiện tâm này, biết rõ phẩm chất của từ bi, của hỷ, của xả, của chánh niệm, của bố thí, của trì giới, của tôn kính Đức Phật, giáo pháp, chư tăng, tính tấn niệm định tuệ, biết rõ những cái phẩm chất đó không có lỗi lầm. Biết rõ là không, chứ không phải là nhìn vào ai đó và nhìn vào cái ta này. Không phải, vì nó nhìn rõ cái pháp thiện này nè, cái đặc tính của nó, cái trạng thái, cái phận sự, cái thành tựu, cái bản chất của nó và cái nhân gần của nó này nè. Không có lỗi lầm, chứ không phải ai, không phải tôi, không phải là người nào đó có lỗi lầm. Mà cái pháp thiện này nó không có lỗi lầm, nên người ta niềm tin chân chánh là như vậy. Vậy ngày nào mà chúng ta không có nghiên cứu rõ được các cái pháp trong đời sống, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thì chúng ta làm sao biết rõ được đâu là thiện, đâu là bất thiện, đâu là quả, đâu là các căn môn để cho duyên chúng sanh khởi. Và biết rõ cái con đường nào đó toàn thiện, con đường tứ thánh đế, tứ niệm xứ này nó sẽ đi đến tịch tịnh và chấm dứt mọi phiền não, khổ đau, chấm dứt vô minh. Đây, không nổi biết là không. Do chấp nhận chánh kiến, chấp nhận chánh kiến. Vì đó có chi kiến chung thuần thục, thấy rõ lời Đức Phật dạy và thấy bằng gì? Thấy bằng sự hiểu biết từ nơi mình. Nên là trí tuệ của bạn diệt vô minh nơi bạn thôi. Không có ai mượn, ai xin, ai mua được hết trơn của ai hết trơn. Chúng ta tưởng rằng ai, tất cả chúng ta đều độc cư với riêng mình trong cái dòng tâm thức của mình mà thôi. Và chúng ta cứ ngỡ rằng chúng ta vào ai đó. Không phải. Chúng ta học diệu pháp của Đức Phật để ứng dụng vào nơi thân tâm của mình, vì cái dòng nghiệp lực, sự duyên sanh của chúng ta mỗi người mỗi khác. Và chúng ta để ý nè, nhà của chúng ta 5 người ăn cùng một cái mâm cơm đó, nhưng mà cái tâm của vị thánh ăn khác, tâm của Dạ Xoa ăn khác, tâm của chư thiên ngồi ăn khác. Và chúng ta để ý có những cái đứa trẻ ngồi trong nhà, nó có 3-4 tuổi thôi, nó ăn cơm nhìn nó giống như là bậc chân nhân gì đó. Còn người lớn 5-70 tuổi thì sao, ăn giống như loài ngạ quỷ vậy đó. Tất cả pháp nó đều thể hiện cho chúng ta thấy trong đời sống hàng ngày cả. Vậy chúng ta học, chúng ta chỉ chia sẻ làm sao cho nó đúng lời Đức Phật dạy, chứ không phải chúng ta muốn người khác như thế này hay như thế kia, phụ thuộc vào mình. Người đó không được gọi là cái người
chia sẻ giáo pháp của Đức Phật. Và khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta mới thấy được là nghiệp quả, nhân quả của chúng sanh nó bất khả tư nghị, như lời Đức Phật dạy, không thể nào khác được. Vậy thì chúng ta mới thấy rằng là Đức Phật dạy cái câu pháp cú là giàu thương người bao nhiêu chớ quên phần tư lợi. Hãy gì, hãy xin quên cái câu đó, nhớ cái câu hãy chuyên tâm lợi mình. Cái người mà đạo giáo pháp của Đức Phật mà không tư lợi được cho mình á, không có hiểu giáo pháp được, không đem cái hiểu giáo pháp về nơi tâm của mình được thì thật là ổn. Vì đó chấp nhận chánh kiến, mà vì đó chấp nhận chánh kiến, vì đó thấy được rằng à, những cái ác nghiệp, những cái bất thiện này chúng cho quả khổ đau, nhân quả của chúng thấy rõ biết rõ, và thấy rõ được thiện này, những cái dòng tâm thiện này chúng cho quả thiện, mà người đó cũng thấy được quả ở đâu. Quả thì nó chỉ có chỗ ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, ở ý cũng có. Nhưng mà nghiệp đạo thì nó không thể sanh khởi ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân được, mà nó chỉ sanh khởi ở ý, lộ ý, thân khẩu ý, ba cửa đó thôi. Mà người đó thấy nhân quả là thấy hằng ngày mà chúng ta tiếp xúc, thấy nghe ngửi nếm đụng, bây giờ chúng ta đang được nghe pháp đây nè. Đó thì chúng ta mới thấy được là cái chánh chi kiến, cái duyên của nó, chúng ta nó tiếp tục được nghe. Và cái quả, quả thiện đang được nghe những cái âm thanh của giáo pháp. Và nếu cái người nào khéo như lý tác ý, lại là một cái tiếp tục cho dòng chi kiến sanh khởi, vì đó thấy như thật như chân trong cái đời sống hàng ngày, do chấp nhận chánh kiến chúng sanh đi cõi lành. Chúng sanh là ai? Không phải là chúng ta, không phải là ai. Chúng sanh đi cõi lành tức là các uẩn mới được tạo ra bởi thiện và bất thiện. Nếu được tạo ra bởi thiện thì những chúng sanh tức là quả, là tâm. Như ai hết á, chính là cái tâm quả của nghiệp chúng sanh ra, chứ không phải là ai đó sanh ra. Chúng sanh ở đây chính là gì? Là tâm và tâm sở thôi. Chúng tích lũy những cái hạt giống. Khi chưa có sự giác ngộ, chưa thành bậc A-la-hán, phiền não còn, thì cái dòng tiếp lối của danh sắc này không có sự ngừng nghỉ nào cả, cho đến khi A-la-hán, đạo A-la-hán quả và vô dư niết bàn thì mới chấm dứt. Vậy chúng ta thấy nó ác nghiệp một cái, vòng duyên sanh nó khổ đau là như vậy. Là ngũ uẩn cũ mà phiền não nó nương vào nó tạo ra ngũ uẩn mới. Nó không phải là cái thân này trong kiếp này, nhưng mà nó lại từ đây nó lại ảnh hưởng trong tương lai. Và tương lai này là một cái ngũ uẩn mới, chứ nó lại không phải là ngũ uẩn này. Và chúng ta thấy nên là trầm luân là gọi là
đi làm thuê, làm mướn cho ông chủ tham và vô minh. Và chúng ta cứ ngỡ rằng là tôi làm cái này kiếp sau tôi hưởng như này kia, chính vì chấp